Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series lập trình thi si cộng cộng bài 25.1 Tìm hiểu về kiểu cấu trúc Ở những bài trước thì các bạn đã được học về các kiểu dữ liệu cơ bản ở trong thi si cộng cộng Ví dụ chúng ta có kiểu tra là kiểu ký tự Kiểu số nguyên thì có kiểu in, kiểu long Và kiểu số thập phân thì có float, double, vân vân. Tuy nhiên trong thực tế thì đôi khi chúng ta cần sử dụng các kiểu dữ liệu phức tạp hơn rất là nhiều Và khi đó thì chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu cấu trúc nó là kiểu dữ liệu do ta tự định nghĩa Số so chắc viết tắt của từ chắc chờ thì nó có thể hiểu đơn giản là một tập các biến được khai báo sau keyword chắc. Chúng ta sang phần 2 là cú pháp chung để khai báo cấu trúc ở trong C cộng cộng. Chúng ta sử dụng keyword chắc dấu cách tên cấu trúc. Thì ở đây tên cấu trúc các bạn có thể viết hoa chữ cái đầu tiên. Đây là quy định thôi. Còn C cộng cộng thì nó không cấm các bạn. Các bạn có thể ghi gì cũng được. Nhưng mà quy tắc chung chúng ta nên tuân theo. Trong phần thân, phần ngoặc nhọn này các bạn thấy không? Mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn thì chúng ta có các biến thành viên hay còn gọi là thuộc tính thì trong bài giảng này mình có thể gọi nó là thuộc tính cũng có thể gọi nó là biến thành viên mình sẽ thay đổi hai cách gọi để chúng ta quen nhá để sau này các bạn biết là biến thành viên là cái gì phần thân thì gọi là biến thành viên trong cái phần thân này chúng ta sẽ khai báo các cái biến thành viên giống như khai báo biến các bạn thấy đây chúng ta có gì ạ mảng ký tự cha đúng không kiểu ký tự cha tên của biến là số nhà chứa tối đa 25 phần tử Tại sao lại là mảng? Bởi vì chúng ta có cái biểu tượng ngoặc vuông là khai báo cho mảng Các bạn đã học mảng rồi đúng không? Tiếp theo này, kiểu ký tự là cha Tên biến là tên đường Và chứa tối đa là 250 phần tử Một ví dụ khác, ở đây chúng ta kiểu dữ liệu là Kiểu bool, kiểu luận lý chu phô Tên của biến là giới tính Đúng chưa? Thì toàn bộ cái phần trong dấu ngoặc này Chúng ta sẽ gọi nó là biến thành viên Hay còn gọi là thuộc tính như vậy tổng quan các bạn có thể thấy là khi chúng ta sử dụng cấu trúc này thì nó có rất nhiều các cái biến ở bên trong nó. Thay vì bình thường chúng ta chỉ có một kiểu dữ liệu thôi thì ở trong này nó là một kiểu dữ liệu phức hợp. Chúng ta có thể khai báo rất nhiều kiểu dữ liệu nằm ở trong cấu trúc này. Ngoài ra thì cấu trúc nó có thể chứa cấu trúc. Tức là như nào? Giả sử các bạn nhìn sang ví dụ ngay bên phải này, chúng ta có cấu trúc tên là địa chỉ. Trong cấu trúc này có 3 biến thành viên và tiếp tục chúng ta tạo ra một cấu trúc sinh viên các bạn thấy này chúng ta có thể tạo ra địa chỉ đây này địa chỉ chúng ta sử dụng nó như một cái biến thông thường đúng không thì chúng ta có kiểu dữ liệu là địa chỉ tên của biến là địa chỉ nhà kiểu dữ liệu là địa chỉ tên của biến là địa chỉ trường như vậy chúng ta có thể thấy là trong cấu trúc sinh viên thì nó lại chứa cấu trúc của thằng địa chỉ như vậy là cấu trúc thì có thể chứa cấu trúc và như thế thì kiểu dữ liệu của các bạn nó có thể đa năng hơn và sử dụng rất là nhiều các kiểu dữ liệu con nằm ở trong nó. Phần ngoài của ngoặc nhọn chúng ta sẽ có là va nêm 1, va name 2, vân vân. Thì ở đây chính là tên các biến cấu trúc hay còn gọi là các đối tượng. Các bạn lưu ý nhé, ở trong này thì gọi là gì ạ? Là biến thành viên. Còn ở bên ngoài này thì chúng ta gọi là biến cấu trúc hoặc là các đối tượng. Thì nó dùng để làm gì? Tí chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Các bạn mở Visual Studio. Tạo bài mới. Bài 25.1. Cấu trúc phần 1. Chúng ta sẽ xóa phần thừa đi này. using namespace std::. Ở trước phần main, chúng ta sẽ khai báo một cấu trúc các bạn dùng keyword là struct. Các bạn gọi str này. U. Chúng ta thấy struct không? Nhấn tab thì nó tự động nó gợi ý ra cấu trúc của struct bao gồm là tên này, sau đó thì mở ngoặc đóng ngoặc. Chúng ta thay tên vào đây thôi. Giả sử chúng ta có cấu trúc là địa chỉ. Trong địa chỉ này chúng ta khai báo các biến thành viên. Thì ở đây chúng ta có thể gọi là biến thành viên hoặc là thuộc tính đều được ví dụ này cha này số nhà tên biến là số nhà đây là mảng ký tự thì chúng ta có dấu ngoặc vuông đặc trưng cho khai báo mảng chứa tối đa là 25 phần tử chấm phẩy tương tự chúng ta có mảng thứ hai là tên đường tên đường chứa tối đa là 250 phần tử căn chỗ D tỉnh thành chứa tối đa là 25 phần tử ví dụ như thế này tất nhiên là chúng ta có thể khai báo thêm rất là nhiều các cái biến thành viên ở trong này nữa ví dụ là int này biến s chẳng hạn chấm phẩy rồi float một cái biến c nào đó chấm phẩy đều được hoặc là bool kiểu dữ liệu là kiểu bool tên biến là check chẳng hạn thế chấm phẩy thì rất là nhiều biến thành viên ở trong này chúng ta có thể là khai báo thêm nhưng ở đây chúng ta sử dụng ba biến thành viên đại diện cho số nhà tên đường tỉnh thành để cho nó phù hợp với cái nhóm là địa chỉ như vậy là đầu tiên chúng ta có dạng ạ keyword là struct này tên của cấu trúc sau đó mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn và phía trong này là các biến thành viên hay là các thuộc tính bây giờ các bạn sẽ tạo ra một cấu trúc nữa lại dùng struct và chúng ta đặt tên cho nó là sinh viên trong phần biến thành viên hay là các thuộc tính chúng ta tạo ra mã sinh viên này mảng ký tự cha và tên của cái biến này là gì ạ? Mã sinh viên, mã SV chứa tối đa 10 phần tử chấm vẩy. Cái thứ hai là tên sinh viên, căn chỗ D này. Tên sinh viên. Tên sinh viên chứa tối đa là 250 đi. 250. Rồi giới tính, kiểu dữ liệu là bool. Tên của biến là giới tính chấm phẩy tiếp theo là cấu trúc thì có thể chứa cấu trúc kiểu dữ liệu là địa chỉ các bạn có chữ địa thôi nó ra gợi ý địa chỉ thì chúng ta tap bằng cái là xong đúng không thì như ở đầu bài chúng ta đã nói là gì ạ đây là một kiểu dữ liệu do chúng ta tự định nghĩa và trong thân nó là gì là các kiểu dữ liệu phức hợp mà chúng ta có thể đưa vào thì nó chính là các biến thành viên đây đúng không thế bạn thấy là cái kiểu dữ liệu chúng ta tự định nghĩa này địa chỉ này nó bao gồm rất là nhiều các cái kiểu dữ liệu con khác nằm trong nó bây giờ chúng ta lại là cấu trúc chứa cấu trúc kiểu dữ liệu là địa chỉ tên của biến là địa chỉ nhà chấm phẩy căn dấu d cho cái nữa này kiểu dữ liệu là địa chỉ tên của biến là địa chỉ trường Đấy, như vậy là chúng ta thấy là cấu trúc có thể chứa cấu trúc phần cuối cùng đó là ngoài cái dấu ngoặc nhọn này và trước dấu chấm phẩy nếu như chúng ta khai báo thì tức là chúng ta đang khởi tạo những cái đối tượng ban đầu cho cấu trúc này hay nói khác là chúng ta khởi tạo các cái biến cấu trúc lưu ý nhé có hai khái niệm còn rất dễ nhập đó là gì ạ biến thành viên là thằng bên trong này còn cái thằng bên ngoài chúng ta sẽ gọi là biến cấu trúc bởi vì nó của thằng này nhé được chưa của thằng cấu trúc biết bên ngoài chúng ta gọi là biến cấu trúc biết bên trong gọi là biến thành viên rồi, nốt đây cho các bạn nhìn thấy này. Đây là biến thành viên hay còn gọi là thuộc tính. Chúng ta không học thuộc nha. Các bạn hãy làm đi sau đó thì mỗi lần làm chúng ta sẽ lắng nghe cộng thêm là chúng ta có thể nói ra mồm để các bạn nhớ chứ chúng ta đừng học thuộc, học thuộc thì chúng ta sẽ quên thôi. Các bạn cứ nói ra mồm khi chúng ta cốt đi nhé. Gõ đến thằng này chúng ta hiểu đây là thằng gì? Thằng đối tượng hoặc là biến cấu trúc. Dạ. Ví dụ đây chúng ta có hai cái đối tượng là sinh viên 1 và sinh viên 2. Ở đây mình sẽ nốt ra đây sẽ là biến cấu trúc. Hay còn gọi là đối tượng. Hai cái đối tượng cụ thể là sinh viên 1 và sinh viên 2. Nó sẽ chứa các cái thông tin là mã, tên, giới tính, địa chỉ nhà và địa chỉ trường. Đúng chưa? Bài học đầu tiên về phần cấu trúc của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Mình sẽ để cái slide duy nhất phần kiến thức về cấu trúc mà các bạn cần phải học và ôn lại các bạn hãy gõ cái phần cốt mà chúng ta vừa học được và copy xuống phía dưới bài giảng này để các bạn khác cùng tham khảo. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tự nghĩ ra các cấu trúc của riêng mình. Sau đó thì hãy cốt theo và chúng ta xem rằng chúng ta đã hiểu sâu cái phần khai báo cấu trúc này chưa nhá. Chúng ta còn gặp lại nhau trong các phần tiếp theo của bài giảng này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.